Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Hôm nay Cường sẽ hướng dẫn các bạn tính giá lăn bánh của chiếc xe Ford Ranger Raptor 2021 trên cả nước, để cho quý khách hàng nào có nhu cầu mua xe sau mùa dịch Covid để mình chuẩn bị được cái tầm tài chính của mình để mình mua được cái xe đúng như ý muốn của mình. Thì nếu các bạn có nhu cầu làm bất cứ báo giá về bất cứ chiếc xe nào thì hãy nhắn tin comment bên dưới cho Cường. Cường sẽ làm video để hướng dẫn các bạn chi tiết. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Cường sẽ lấy ví dụ đầu tiên là ở khách hàng lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng là cá nhân. Thì đối với chiếc xe Ford Ranger Raptor 2021 này, cái giá niêm yết các bạn cũng biết là 1.202.000.000 đồng. Riêng đối với màu ghi xám chúng ta sẽ cộng thêm 7.000.000 đồng. Và thứ hai nữa là cái giá giảm tiền mặt, thì cái này nó sẽ tùy vào từng thời điểm. Và thực sự là cái này nó cũng hơi nhạy cảm các bạn, bởi vì cái này nó phụ thuộc vào thị trường, phụ thuộc vào nguồn xe, chính sách bán hàng, chính sách của Ford Việt Nam và tùy vào từng đại lý. Thì cái này để biết được chính xác thì các bạn hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được cái hỗ trợ chính xác nhất ở cái thời điểm các bạn xem video. Chứ ở đây thì Cường chỉ lấy một cái ví dụ thôi, một cái ví dụ là giảm 25.000.000 đồng. Thì cái này để biết được chính xác các bạn hãy gọi điện thoại cho Cường đi. Nhiều khi chính xác nó là như vậy đó, các bạn đọc ở trên thông tin nó là như vậy đó, nhưng mà thực tế Cường có thể làm cho các bạn một cái giá nó tốt hơn rất là nhiều so với lại những cái gì mà các bạn biết. Thì cái này hãy cứ âm thầm gọi điện thoại cho Cường, Cường sẽ hỗ trợ các bạn. Thì sau khi Cường lấy ví dụ nha, lấy ví dụ là giảm trực tiếp 25.000.000 đi, thì sau khi giảm thì còn 1.177.000.000 đồng. Đó là về giá xe. Thứ hai nữa là về cái chi phí để các bạn lăn bánh hợp lệ trên đường. Thì cái phí trước bạ là các bạn cũng biết là nó là 10%, nhưng mà đối với Hà Nội và 7 tỉnh thành nó là 12%, riêng đối với một tỉnh là 11%. Thì cái này các bạn ở khu vực nào thì các bạn nắm rõ cái khu vực đó. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh là 10%, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự là 1.080.000, phí bảo hiểm vật chất một năm thì cái này là Cường tạm tính nó là 16.000.000. Và các bạn lưu ý là cái dòng này nè, là nó không bắt buộc nha, các bạn không có cái dòng này các bạn vẫn lăn bánh được một cách hợp lệ bình thường, không vấn đề gì. Nhưng mà Cường thấy đa số ở đường Việt Nam mình thì bảo hiểm vật chất này cũng rất là quan trọng, bởi vì mình đi xe thì không thể nào tránh khỏi va quẹt. Thì cái có cái bảo hiểm vật chất này nó cũng an tâm hơn rất là nhiều. Và cái giá 16.000.000 đồng này Cường lấy tạm thôi. Và cái này nó sẽ phụ thuộc vào từng hãng bảo hiểm. Thứ tư nữa là phí đăng ký biển số xe ở thành phố Hồ Chí Minh là 20.000.000 đồng đối với Raptor, bởi vì Raptor là con. Phí đăng kiểm là 340.000. Phí sử dụng cầu đường bộ là 2.160.000. Phí dịch vụ đăng ký xe thì cái này nó tùy vào từng nơi nha, tùy vào từng tỉnh, tùy vào từng khu vực thì nó sẽ có cái mức giá này khác nhau. Mình lấy tạm đây là 5.000.000. Thì tổng cái chi phí lăn bánh ở đây á, nó là 164.780.000. Các bạn cộng với lại giá xe thì các bạn sẽ ra được cái giá mà các bạn cần phải trả để các bạn nhận được cái xe này về. Và ở cái mục xe này, phụ kiện gắn thêm á, thì thực ra cái này là tùy vào nhu cầu khách hàng. Có khách hàng để xe nguyên bản đi, có khách hàng gắn thêm những cái phụ kiện để đi off-road, đi chơi. Thì cái này Cường sẽ cho các bạn xem cái tham khảo ở phía dưới. Tiếp theo là về phần vay ngân hàng. Ngân hàng á, thì giá trị xe của chúng ta sau khi trừ 25.000.000 và còn 1.777.000.000. Ngân hàng cho vay là 80% tối đa nha. Các bạn có thể vay ít hơn cũng được, tùy vào nhu cầu. Nhưng mà tối đa là 80%. Thì cho vay đâu đó khoảng gần 942.000.000. Số tiền trả trước lấy cái giá trị xe trừ cho trả ngân hàng cho vay thì các bạn sẽ ra được số trả trước cộng với lại chi phí lăn bánh, thì các bạn sẽ có được cái số tiền mà các bạn phải trả. Và các bạn lưu ý phải, nếu các bạn gắn thêm phụ kiện thì các bạn phải cộng thêm cái mục xe này. Thì các bạn trả trước đâu đó tối thiểu ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn 400.000.000 một xíu, 400.180.000. Thời gian cho vay tối đa là 96 tháng và lãi suất tạm tính là 8% một năm. Nhưng mà cái này nó sẽ tùy thuộc vào từng ngân hàng, nó sẽ có những cái chính sách khác nhau. Nhưng mà đa số là các ngân hàng nào hiện tại cũng hỗ trợ được cái mức này. Số tiền các bạn trả hàng tháng thường tạm tính cho các bạn ở đây á, là cái tháng đầu tiên các bạn phải trả khoảng 16.000.000. Và cái số này nó sẽ giảm dần theo dư nợ nha. Cái tháng thứ hai các bạn sẽ trả thấp hơn cái tháng thứ nhất, tháng thứ ba các bạn sẽ trả thấp hơn tháng thứ hai, nó sẽ giảm dần theo dư nợ. Nhưng mà cái tháng đầu các bạn phải trả là khoảng 16.000.000. Rồi xuống đây mình sẽ cho các bạn xem một số cái phụ kiện để các bạn nếu mà có nhu cầu các bạn gắn thì các bạn cứ xem. Thì về cái phụ kiện này á, cái mức giá ở đây á, Cường đều để là mức giá niêm yết của hãng hết.
Thì để mà biết được chính xác cái mức giá này á, thì cái này các bạn làm á, nó sẽ được giảm nha. Nó giảm từ 5 cho đến 30% tùy thuộc vào cái số lượng phụ kiện các bạn làm, chứ không phải là khăng khăng cái giá này. Ví dụ như các bạn làm 5 món, cái mức giá các bạn phải trả là 60 triệu đồng. Nhưng mà thực tế các bạn có được, thậm chí có thể giảm lên tới 30%, tức là 60 triệu các bạn được giảm 18 triệu đồng. Một cái con số cộng với lại cái giá xe giảm ở trên này nữa thì các bạn hưởng được ưu đãi từ các chương trình của đại lý và nhà máy rất là nhiều luôn nha. Cho nên là ở cái mục phụ kiện này các bạn hãy lưu ý giúp Cường, và tùy vào nhu cầu của mình làm những cái phụ kiện gì. Nhưng mà sau khi mình tổng hợp được những cái phụ kiện mà mình cần rồi, các bạn hãy cho Cường biết, Cường tổng hợp lại và Cường sẽ xin giảm giá thêm cho các bạn nữa, giảm từ 5 cho đến 30%, một cái chừng ưu đãi rất là khủng. Và lên đây Cường sẽ lấy thêm cho các bạn một cái ví dụ là khách hàng ở tỉnh đi ha. Ở tỉnh thì chúng ta sẽ có cái khác biệt gì? Thì ở tỉnh thì cũng tương tự giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau là cái phí biển số nó chỉ là 1 triệu đồng ở tỉnh, thì các bạn sẽ rẻ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 19 triệu đồng. Đó là toàn bộ những gì Cường muốn chia sẻ với các bạn. Thì cái mức giá Cường báo ở đây nó gần đúng lên đến 95%. Các bạn hãy lưu ý giúp Cường hai vấn đề sau thôi. Vấn đề đầu tiên là cái mức giá tùy thời điểm này nè. Thì cái này các bạn hãy gọi điện thoại Cường, bởi vì những cái chính sách các bạn có thể đọc trên mạng, đọc trên báo, nó không có chính xác ở từng thời điểm đâu. Mà các bạn hãy gọi điện thoại Cường, Cường sẽ hỗ trợ các bạn cái mức giá nó tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là các bạn hãy gọi điện thoại Cường. Cường thì Cường không dám để một cái mức giá chính xác ở đây, bởi vì nhiều khi For Việt Nam hay là những cái công cụ tìm kiếm của những cái phần mềm thì phát hiện ở đây thì nó không có hay. Mà các bạn hãy gọi điện thoại Cường, Cường sẽ âm thầm Cường hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất có thể. Và cách thứ hai nữa là về cái giá phụ kiện. Như nãy Cường nói, cái giá phụ kiện này các bạn hãy lưu ý là làm càng nhiều được giảm càng sâu nha. Ví dụ như các bạn làm 100 triệu các bạn được giảm 30%, được giảm khoảng 30 triệu luôn. Nói chung là rất là tốt của các bạn giá. Và phụ kiện là hoàn toàn là chính hãng hết nha, bảo hành chính hãng hết, bảo hành chính hãng của Ford nha các bạn. Ok, đó là toàn bộ những gì Cường muốn chia sẻ các bạn về chiếc xe Ford Ranger Raptor. Các bạn còn thắc mắc về bất cứ vấn đề gì thì hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình, hoặc comment bên dưới. Cần Cường làm về dòng xe gì, Cường sẽ làm để hỗ trợ các bạn, để các bạn chuẩn bị được cái tài chính kinh tế để sau mùa dịch các bạn có thể là mua cho mình được một cái xe, chiếc xe ưng ý. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.